Bây giờ chúng ta sẽ đến với câu số 4. Sẵn câu hỏi 2 điểm tập trung nói về chương mua hàng hóa, bán hàng hóa. Câu số 4, nghiệp vụ số 1. Mua và nhập kho, nhớ nhá. Nhập kho, cái chân chữ nhập kho. Mua và nhập kho hàng hóa theo giá mua trên hóa đơn là 270.000. Đã thanh toán cho người bán qua ngân hàng sau khi trừ 2% chiết khấu thanh toán được hưởng. Phần này vừa nhắc đến hành động mua, vừa nhắc đến hành động chiết khấu thanh toán sẽ làm như sau. Mua nhập kho, bạn tăng giá trị của tài khoản hàng hóa lên. Chúng ta đang đi mua hàng hóa. Nếu như mua mà chưa nhập kho thì dùng tài khoản hàng mua đang đi đường nhé. Trong phần này, khi chúng ta là người đi mua, tăng thuế giá trị đã tăng được khấu trừ lên. Đuôi là đuôi được khấu trừ. Chúng ta là người được hưởng chiết khấu, chúng ta định khoản chung của nghiệp vụ. Hưởng chiết khấu tăng giá trị của doanh thu tài chính lên. Và khi đi mua, chúng ta sẽ mất tiền của doanh nghiệp khi trả tiền cho họ hoặc tiền gửi ngân hàng, giảm tiền gửi ngân hàng. Rồi, đánh giá tăng giảm này. Tài sản, doanh thu, tài sản tăng đi nợ, tài sản giảm đi có, doanh thu tăng đi có. Bây giờ chúng ta sẽ điền các số tiền vào đây. Bài chúng ta ghi là 10%, 270.000 là giá trị chưa bao gồm thuế, 270.000 điền vào giá trị của hàng hóa. Giá trị gia tăng 10%, 27.000. Doanh thu hoạt động tài chính là 2%. Vừa nãy chị có nhắc các bạn là phần trăm của chiết khấu thanh toán bao giờ cũng là phần trăm nhân với giá có bao gồm thuế, tức là 297.000. Nhân vào nhé, 2% nhân thì giá có bao gồm thuế là 297.000. Và tổng tiền mà các bạn sẽ mất đi thực tế nó sẽ chỉ còn 98% của 297.000. Nghiệp vụ số 1, mua, trả tiền và hưởng chiết khấu thanh toán. Nghiệp vụ số 2, xuất kho hàng hóa đem gửi bán. Giá vốn là giá bán chưa thuế, thông báo với khách hàng là 180.000. Rồi, các bạn nhớ nhá, bài nghiệp vụ số 2 này mặc dù chúng ta đã xuất kho rồi, nhưng không phải là xuất kho bán được ngay, mà xuất kho để gửi bán. Như vậy hành động gửi bán này các bạn sẽ chưa thu được tiền, chưa ghi nhận doanh thu mà mới chỉ xuất đi cho khách hàng thôi. Hành động này nó sẽ dẫn đến là chúng ta sẽ chỉ giảm hàng ở trong kho này, hàng hóa trong kho giảm xuống. Lượng hàng đem gửi bán tăng lên, tài sản tăng đi nợ, tài sản giảm đi có, nên giá trị tương ứng của phần này chúng ta sẽ chỉ ghi là phần vốn 120.000 mà thôi. Cái phần dữ kiện ở đằng sau á, nó chỉ là cái dữ kiện để đánh lừa các bạn mà thôi. Chúng ta không sử dụng dữ kiện đằng sau với phần giá bán đấy nhá. Chỉ dừng lại ở hàng gửi bán tăng lên và hàng trong kho giảm xuống. Nghiệp vụ số 3. Khách hàng chấp nhận mua lô đã bán từ kỳ trước, đã thanh toán là giá vốn là. Như vậy, trường hợp nghiệp vụ số 3 này chính là nghiệp vụ chúng ta bán được hàng rồi. Kỳ trước chúng ta cũng gửi như thế này, kiểu như thế này. Kỳ trước chúng ta đã gửi cho họ hàng gửi bán tăng lên. Và bây giờ chúng ta được thông báo là tôi đã bán được hàng cho bạn rồi, họ bán được hàng cho mình rồi, thì mình sẽ ghi nhận giá vốn này, tăng giá vốn hàng bán lên. Hàng gửi bán kỳ trước giảm xuống, họ bán được rồi thì nó sẽ biến mất cái tài khoản hàng gửi bán đi. Giá vốn ghi nhận ở đây tương ứng với giá trị bài cho là 200.000. Chi phí tăng đi nợ, tài sản giảm đi có, bán được thì thu tiền á. Người mua đã trả số tiền là 286.000 qua ngân hàng. Còn 286.000 này là số tiền đã bao gồm thuế, tức là mình sẽ thu được 260.000. 260.000 là giá trị của doanh thu. Chúng ta nhân 10% lên ra 26.000. Thuế tương ứng 10% là 26.000. Và tiền mình thu về, tiền gửi ngân hàng tăng lên 286.000. Doanh thu tăng, thuế phải nộp nhá. Nhớ là phải nộp. Đi bán là phải nộp, đi mua là được khấu trừ. Tiền tăng, tài sản tăng, đi nợ,
Doanh thu tăng đi có, nguồn vốn tăng đi có, song hành động thu tiền. À, nghiệp vụ số 4 người ta còn nói là người ta nói nghiệp vụ số. Rồi, nghiệp vụ. Rồi xin các bạn, ở đây chúng ta sẽ nói nghiệp vụ số 3 nhé. Nhìn sang nghiệp vụ số 4. Nghiệp vụ số 3 giá vốn của nó chỉ là 179.000. Giá vốn là 179.000 này. Khác số tiền đi một chút thôi. Giống hệt như nghiệp vụ số 4. Nghiệp vụ số 3 giá vốn là 179.000 này, đã thanh toán qua ngân hàng 220.000, đã bao gồm cả thuế. Nhưng mà tiền gửi ngân hàng ở đây là 220.000, đã bao gồm cả thuế. Doanh thu sẽ không bao gồm thuế là 200.000. Cái này là 20.000. Tiền tăng lên 220.000, doanh thu 200.000 cả không bao gồm thuế. Và thuế 10% là 20.000. Bị khác số tiền một chút so với vừa nãy thôi. Ở nghiệp vụ số 3, bán hàng 2 bước. Nghiệp vụ số 4, nghiệp vụ số 4 cũng là một nghiệp vụ bán hàng, vẫn là 2 bước kiểu như vậy. Tuy nhiên ở nghiệp vụ số 4 chính là nghiệp vụ chúng ta xuất kho ra để bán. Nó khác với nghiệp vụ số 3 ở chỗ rằng là nghiệp vụ số 3 chúng ta bán bởi vì là hàng gửi bán kỳ trước được chấp nhận. Còn nghiệp vụ số 4 là bán bởi vì chúng ta xuất kho ra để bán. Hàng trong kho giảm xuống, giá vốn tương ứng tăng lên, chi phí tăng đi nợ, tài sản giảm đi có. Giá vốn tương ứng ở nghiệp vụ số 4 mới là 200.000 đấy, như vừa nãy 200.000. Thu tiền về khách đã thanh toán qua ngân hàng rồi, cũng là ngân hàng tăng lên, thuế phải nộp tăng, doanh thu tăng, tài sản tăng đi nợ, nguồn vốn tăng đi có, doanh thu tăng đi có. 286.000, tức là 260.000 doanh thu chỉ lấy giá trị không thuế là 260.000, thuế 10% là 26.000, tổng tiền các bạn thu về là 286.000 đã bao gồm thuế. Chiết khấu cho khách hàng 2%, chiết khấu thanh toán bằng tiền mặt. Chiết khấu cho khách hàng khi mình là người bán. Thì các bạn cách tư duy để chúng ta chỉ cần nhớ một nghiệp vụ nhé. Ở phần nghiệp vụ số 1 cũng là chiết khấu thanh toán, bạn để ý mà xem. Nghiệp vụ số 1 cũng là chiết khấu thanh toán. Tuy nhiên đối với nghiệp vụ số 1, chiết khấu thanh toán khi chúng ta là người đi mua thì chúng ta sẽ sử dụng doanh thu hoạt động tài chính. Còn ở phần chiết khấu thanh toán là nghiệp vụ số 4 ý, nó vẫn là chiết khấu thôi, nhưng mà nó chiết khấu khi chúng ta là người đi bán thì nó sẽ đổi vị trí trở thành chi phí tài chính. Chi phí tài chính ở đây để cho các bạn được hưởng 2% nhân với giá có bao gồm thuế 286.000, chi phí tăng lên ghi nợ. Mình chiết khấu cho khách thì mình phải trả lại tiền cho họ, tiền của mình sẽ giảm xuống tương ứng với số tiền giống ở bên trên và để xuống nhé. Tài sản giảm khi có, và đó chính là kết thúc của nghiệp vụ số 4. Bây giờ chúng ta sẽ đến với nghiệp vụ cuối cùng, nghiệp vụ số 5. Nghiệp vụ số 5 là nghiệp vụ kiểm nhận và chấp nhận mua 2/3 số hàng gửi bán trong kỳ này. Kỳ này tức là nó sẽ liên quan đến cái nghiệp vụ số 2 của các bạn. Nghiệp vụ số 2 là xuất gửi bán, đúng không? Còn nghiệp vụ này người ta chấp nhận mua số hàng chúng ta gửi bán đó. Dữ kiện nghiệp vụ số 5 sẽ phải dùng của số 2 thì chúng ta mới làm được. Như vậy chúng ta sẽ nhìn này. Bước 1. Bước 1 chúng ta sẽ ghi nhận phần vốn mà chúng ta, cái phần hàng mà mình đã bán được thì vốn của nó là bao nhiêu. Vốn, giá vốn tăng lên, hàng gửi bán giảm xuống. Ở phần nghiệp vụ số 2 người ta đã có cho vốn là 120.000. Tuy nhiên chúng ta chỉ bán được là 2/3 thôi. Như vậy ở đây chúng ta sẽ chỉ ghi nhận là cái phần chúng ta bán được thôi, 2/3 của 120.000 đó. Giá vốn tăng ghi nợ, tài sản giảm ghi có. Rồi, ghi nhận giá vốn xong, bán được hàng thì nhớ phải thu tiền. Tiền ở đây để người ta không đề cập đến là họ đã trả mình hay là chưa, không nói là trả bằng tiền mà hay là tiền gửi ngân hàng. Vì vậy chúng ta sẽ mặc nhiên là họ chưa trả tiền cho mình, và chúng ta sẽ ghi nhận, nhớ đòi kế toán ghi nhận vào phải thu khách hàng tăng lên, doanh thu tăng lên bán được hàng, và thuế ghi nhận sẽ là thuế phải đúng.
tài sản tăng đi nợ, doanh thu tăng đi có, nguồn vốn tăng đi có. Ở đây chúng ta sẽ nhìn nhé. Nếu có để ý thì nghiệp vụ số 5 chẳng có con số nào cả, thì chúng ta sẽ phải quay trở lại nhìn lại nghiệp vụ số 2. Nghiệp vụ số 2 chúng ta nhìn thấy rằng là 180.000, doanh thu 180.000. Tuy nhiên nó cũng chỉ là 2/3 của cái 180.000 thôi. 180.000 là tổng mất rồi, chúng ta chỉ bán được 2/3 thôi. Thuế sẽ là 10%, 2/3 của 180.000 chúng ta sẽ ghi nhận ở đây là 120.000. Thuế 10% là 12.000 và cộng lại 132.000. Còn lại 1/3 thì chúng ta sẽ phải nhập trở về kho. Lúc mà chúng ta xuất kho các bạn nhìn nhá, nhìn lại vào nghiệp vụ số 2. Nghiệp vụ số 2 chúng ta ghi nợ tài khoản hàng gửi bán, nhìn lại nghiệp vụ số 2 là hàng gửi bán này, và có tài khoản hàng hóa, đúng không? Nợ tài khoản hàng gửi bán và có tài khoản hàng hóa. Thế thì bây giờ chúng ta nhập lại thì có cái cách để các bạn không phải nhớ nhiều, đây chúng ta sẽ ghi ngược lại là được. Và vừa nay chúng ta ghi thế nào nghiệp vụ số 2 thì chúng ta bây giờ sẽ ghi ngược lại thì nó sẽ ra nghiệp vụ nhập. Xuất vừa nay ghi được rồi đúng không? Thì mình ghi ngược lại gia nhập thôi. Ngược lại nó chính là tài khoản hàng hóa tăng lên và hàng gửi bán giảm xuống, nợ tài khoản hàng hóa, có tài khoản hàng gửi bán, và nó chính là cái phần trăm còn lại 1/3 nhân với 120.000. Như vậy chúng ta đã hoàn thành xong nghiệp vụ số 5 với 3 bước: giáo vốn, thu tiền và nhập kho. Câu cuối cùng, câu số 5. Câu số 5 là một câu liên quan đến câu số 4. Trong các kỳ thi gần đây thì các bạn sẽ hay gặp các cái dạng đề mà các cái câu hỏi nó sẽ liên quan với nhau và mang tính chất tổng hợp lại lý thuyết. Vì vậy để làm được câu số 5 này thì hãy nhớ kiểm tra lại câu số 4 trước khi làm câu số 5 nhé. Đối với câu số 5, các bạn sẽ sử dụng một công thức ở trong báo cáo kết quả đầu kinh doanh. Đó là công thức tính lợi nhuận gộp chỉ tiêu số 5 của báo cáo kết quả kinh doanh. Nhớ rằng trước khi đi thi các bạn hãy phải học thuộc cái báo cáo kết quả kinh doanh này nhé, vì đây chính là một phần rất quan trọng. Chỉ tiêu lợi nhuận gộp chỉ tiêu số 5. Chỉ tiêu số 5 sẽ bằng chỉ tiêu số 3 trừ đi chỉ tiêu số 4. Chỉ tiêu số 3 lại bằng chỉ tiêu số 1 trừ đi chỉ tiêu số 2. Tóm lại, chỉ tiêu số 5 sẽ bằng chỉ tiêu số 1 là doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trừ đi chỉ tiêu số 2 là các khoản giảm trừ doanh thu, và trừ đi chỉ tiêu số 4 là giá vốn hàng hóa của chúng ta là số 5. Để có thể điền được cái công thức này thì chúng ta thứ nhất là phải thuộc công thức đã. Công thức thuộc rồi thì hãy phân ra làm các chỉ tiêu lần lượt để có thể điền được số tiền vào đây. Số tiền này sẽ được điền bằng cách là chúng ta sẽ nhìn lại các nhiệm vụ bên trên để có thể điền được. Nhìn lại câu số 4 nhé, cùng nhìn lại. Bây giờ chúng ta sẽ nhìn vào phần định khoản của câu số 4 để có thể lọc ra các dữ kiện điền vào đây. Nghiệp vụ số 1 và nghiệp vụ số 2 không xuất hiện 3 bằng này. Giải thích thêm cho các bạn là các khoản giảm trừ này nó chính là chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán và hàng bán bị trả lại khi chúng ta là người đi bán. Khi chúng ta là người đi bán và chúng ta gặp chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán và hàng bán bị trả lại thì chúng ta sẽ chính là cái giá trị của các khoản giảm trừ doanh thu này. Để sẽ tìm ở trong các nghiệp vụ trước xem là chỗ nào xuất hiện nhé. Nghiệp vụ 1 và 2 không có. Nghiệp vụ số 3 xuất hiện giá vốn hàng bán 3A. Điền vào đây này, giá vốn hàng bán các bạn định khoản vừa nãy là 179.000 là nghiệp vụ số 3. Điền số 3 dẫn chứng vào đây nhé. Tiếp theo này, bao B xuất hiện doanh thu bán hàng. Doanh thu bán hàng 200.000, có tài khoản doanh thu bán hàng tăng lên. 3B 3A, 3B. Hết nghiệp vụ số 3. 4 xuất hiện giá vốn 200.000. 4A 4B xuất hiện doanh thu bán hàng 286.000. 4B 5 xuất hiện giá vốn hàng bán 80.000. 5 xuất hiện doanh thu bán hàng
120.000 doanh thu bán hàng. Rồi, hết. Và bây giờ chúng ta sẽ nhìn lại các khoản giảm trừ doanh thu không xuất hiện bằng 0. Và sau khi điền tất cả các phần này vào số 5, các bạn sẽ thấy được công thức của chúng ta đã biết hết các chỉ tiêu rồi. Doanh thu biết rồi, bạn sẽ cộng vào và bằng bao nhiêu ghi trên này nhé. Giá vốn hàng bán cộng 3 con số lên vào bằng bao nhiêu sẽ ghi phần bên trên giá vốn hàng bán này. Và các khoản giảm trừ của chúng ta sẽ bằng 0. Vậy là lợi nhuận gộp này các bạn sẽ được tính bằng cách nhớ công thức và nhìn lại các nghiệp vụ liên quan để chúng ta có thể điền được các phần số liệu ở các nghiệp vụ này. Đối với phần phản ánh tài khoản chữ T thì trong phần phản ánh của lời giải này đã rất chi tiết rồi. Và cái hướng dẫn để phản ánh này chúng ta sẽ nhìn vào cái link ở bên trên để chúng ta có thể phản ánh được nhé. Có một clip chuyên về phản ánh chữ T chị đã giải thích cho các bạn rồi. Cảm ơn các bạn đã xem đến cuối video. Hãy share, like và tag những người bạn của mình để chúng ta có thể có một kỳ thi thật là hiệu quả đối với phần giải đề mẫu này. Xin chào và hẹn gặp lại.